Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 034 830 843 nè. Rồi theo dõi kênh nhớ bấm vô đăng ký, nút đăng ký để được cập nhật mấy cái video mới. Rồi hôm nay em về mấy món đồ trung đồ đủ thứ nha. Đây có cây mỏ hàng này rất là đẹp luôn, 200W, nhưng mà nó thiếu cái đầu rồi nha mọi người. Thiếu cái đầu cái mũi. Đây mỏ hàng của Sốt nè, Sốt của Nhật luôn, có công tắc luôn mọi người, nhưng mà nó thiếu cái mũi thôi, nó như mới như chưa sử dụng. Rồi hôm nay là cái video nó có mã là 169 nha. Mấy món hàng nó sẽ có mã riêng từng cái món nha mọi người, cho nên mua hàng thì nó liên hệ cho nó thuận tiện ha. Rồi đầu tiên là cái cây này dùng trong làm vườn rồi nè mọi người, nó cho mấy cô bác nào làm vườn ha, làm vườn cây cảnh rồi. Đây nó giống như cái quào cỏ, quào lá cây này kia. Đặc biệt nó kích thước nó như vậy ha, nhưng mà mình có thể nó bung rộng cái này ra, cái bộ cào ra đây đó, đây cái khóa nè, để bung rộng ra ha, đó đã chưa. Quá đã luôn, nó bung ra rất là rộng luôn. Đây bung ra gần 30 cm luôn. Rồi thu gọn lại là còn 10 cm. Rồi kích thước cây này là khoảng 55 ha. Đây thương hiệu của nó là của Nhật nè, tiếng Nhật không. Cây này nó mới luôn mọi người, còn mới luôn, còn nguyên tem, còn rất là mới. Thân này là bằng inox mà, cái này bằng thép. Đây có cây 500 luôn nè, lấy thử ha. Rồi cái này bằng thép, cái này bằng inox ha, cán bằng inox. Nó bung lại nè, bung lại cho mọi người xem ha. Rồi cái bộ cào có mã số 1, giá 400.000. Có một cây duy nhất. Mọi người nhanh tay ha, nếu chậm tay là không còn đâu. Không biết khi nào mới có gặp lại cái cây đó ha. Rồi tiếp theo, cây kéo cắt ton của MMC. Dòng này rất là cao cấp ha mọi người, giá nó khá là cao, bên giá mới đó. Mình mua mới ở đây, mình nhập mới về thì nó rất là cao, tầm 1 triệu hơn nữa. Đây Japan, thương hiệu MMC 240. Cái này ngoại hình nó hơi cũ, nhìn cũ tí, nhưng mà lưỡi nó chưa sử dụng mọi người, lưỡi này chưa sử dụng. Đây lưỡi còn rất là đẹp, không có bị mẻ, bị gì không bị mẻ. Đây đặc biệt nó là dòng có trợ lực nè, nó thiết kế cái phần trợ lực này, cho nên cắt rất là nhẹ tay, cây này cầm rất là vừa tay luôn nha. Cán nó phủ bằng nhựa rất là êm, nhựa mềm. Đây có trợ lực này. Rồi size 240 luôn rồi.
thép rất là cao cấp. Rồi mã là số 2 nha. 600 ngàn. Rồi số 3 là cái bộ dao điêu khắc. Bộ dao điêu khắc đồ gỗ mini. Đây cái bao làm rất là đẹp, samurai ha. Đây. Cái bao đựng làm rất là đẹp. Có khóa luôn nè. Hai rít. Cái bao. Ốc luôn nè. Rồi để lấy ra xem mũi nha. Cái bộ này mũi còn đẹp, khá là đẹp luôn nè. Đây. Bộ mũi này đang sử dụng còn khá là đẹp. Đó, mọi người xem chi tiết vô nha. Quay cận cảnh cái bộ mũi. Bộ lưỡi dao điêu khắc mini ha. Dao điêu khắc thủ công. Rồi mã là số 3 nha, giá bán 400 ngàn. Rồi số 4 thì về một cái cây hước đo gốc. Hước đo gốc của đây. Thương hiệu là SK của Nhật Bản sản xuất. Cây như mới luôn nha mọi người. Rất đẹp như mới. Đây nó phải đo được đây 180 độ này. Điều chỉnh góc. Chữ này nó cắt vô nha. Cắt laser nha mọi người. Đây chữ này nó khắc sâu xuống luôn nè. Nó xài rất là bền luôn. Rồi mã là số 4 nha. Giá bán 300 ngàn. Rồi số 5 là về một cái cây dũa dao. À, cây lít dao ha. Cây lít dao bằng sứ. Nó là cái bằng ti sứ nha mọi người. Đây. Bằng sứ ha, ceramic á, là nó liếc cái độ liếc cái hạt nó rất là mịn nha, dùng để liếc dao. Nào mình sẽ liếc như vậy ha, đó, đây nó có một cái mặt phẳng và mặt này là tròn. Đây kích thước là 25 cm. Rồi mã cây lít dao là số 5 ha, giá bán 200 ngàn. Rồi số 6 là cái cây lấy ốc vít rớt đồ nè ha, lấy đồ nói chung là đồ rớt thường mấy anh em xe máy thường sử dụng ha, làm cơ khí này kia. Nó có cái 500 trên đầu mọi người. Đó, khi mình rớt đồ mình lấy cái cây này ha, kéo dài ra đút vô cái hốc mình lấy, hoặc là khi khơm xuống á mình dễ dàng lấy, không có mỏi lưng ha, đỡ mỏi lưng đó, lấy lên rồi.
xếp gọn rồi ha. Đây kích thước xếp gọn là 20 cm, dài ra đây ha, dài ra là được 42 ha, đây dài ra 42. Rồi mã là 66 nha, giá bán 200.000. Rồi số 7 là cái kìm cắt cáp của Shimano. Đây. Đây là size nhỏ mọi người. Cái này size nhỏ, 18 cm rồi. Shimano Japan sản xuất. Này. Đây, thép nó là thép trắng. Lưỡi còn ok, đẹp. Đây không có dây cáp rồi. Cắt thử dây điện mọi người. Đó. Ngọt ha. Đó. Đây dây điện nè. Điện lõi bự. Rồi cái kìm Shimano này có mã là số 7, giá bán 250. Rồi số 8 là về một cái cây quạt. Quạt DC 12V nữa. Đây. Quạt hút khói DC 12V. Made in Japan sản xuất. Tết chạy ok mọi người. Xài 12V ha, xài adapter hay là xài bia, xài bình ắc quy ok hết. Rồi mã là số 8 này, 200.000. Kích thước là 12 x 12 ha. Cho 2.5. Rồi số 9 là cái cây hước. Hước hẳn. Hước hẳn size này 30 cm. À. Chữ khắc vô rất là sâu, đẹp. Hai mặt mọi người, là mặt trên mặt dưới. Trên mặt dưới đo mặt nào cũng được, Made in Japan sản xuất nè. Hẳn rất là chuẩn. Thép dày ha, thép này dày nha. Thép tốt luôn rồi, à, nó đàn hồi. Không sợ bị cong quá anh. Rồi mã là số 9 nha, giá bán 200.000. Rồi số 10 là một cây hước đặc biệt. Cây hước này. Đây 19 cm. Khi mà xếp gọn ha. Rồi kéo dài nó ra là 1 m nha. Nó sẽ dài ra được 1 m. Đây. Kéo dài ra là 1 m mọi người nè, hai mặt luôn, mặt trên mặt dưới đó. Một mét này. Nó xếp gọn hoặc là kéo thẳng ra thì nó dài 1 m.
xếp lại rất là gọn luôn. Rồi mã là số 10 nha, giá bán 300.000. Rồi tiếp theo là cây cưa, cây cưa sắt gốc gốc hẹp ha, hoặc là công dụng nó là cưa lưỡi gãy này kia, lỡ mình bị gãy mình vẫn kẹp được, mình cưa ha mọi người. Đây có ví dụ như lưỡi mình ngắn vậy nè, mình vô cái gọng cưa kia không được, mình kẹp vô đây mình cưa ha, nó vẫn cưa được. Rồi cái này đi kèm cái lưỡi Nachi ha, Nachi của Japan, lưỡi cưa sắt Nachi chưa sử dụng, mới. Rồi cưa sắt có mã là 11, giá bán 200.000. Rồi 12 là cái đồng hồ đo volt. Cái này nó đo được 6V nha mọi người. Nên mình lấy cái cục pin thử ha, lấy cục pin đo thử nè, 6V. Đây đầu đỏ cả cộng nè mọi người, còn đầu âm nó là nó nằm trong thân cái này nè đó, 6V ha. Cục pin này là 1V mấy đó, đây cái này nó còn khoảng 1V 2, bên này đầy lên là 1V rưỡi pin nè. Đó. Rồi đo hai cục thử. Đây. Đó, khoảng 3V 3 mấy mọi người. Chỉ số màu đỏ là đo volt ha, còn bên dưới không biết cái gì. Số gì? Cái này nó làm bằng thép không gỉ luôn ha, bằng inox không, vỏ thằng này nè bằng inox luôn. Rồi cái đồng hồ đo volt này bán mã là 12 ha, giá bán 150.000. Rồi 13 là cây cảo, cây cảo bằng đồng của Nhật. Đây cái thương hiệu này là Yamakaki đây. Đó, thương hiệu gì đó, mấy cái núi. Rồi cảo đồng luôn rồi. Đây. Rồi nó cảo tối đa, tối đa cây này được 28 cm. Đây cảo tối đa được 27.5 cm nha. Cái miệng nó mở ra được. Rồi cây cảo đồng có mã 13 nha, giá bán 200.000. Rồi tiếp theo là cái cây mỏ hàng đây. Cái mỏ hàng thương hiệu là Sốt nè. Sốt điện 100V 200W. Đó. Công tắc on off dây zin nguyên dây luôn, dây chống cháy của Nhật. Này cắm điện thử luôn nha mọi người, thử rồi. Ok, nóng. Mà nó thiếu cái mỏ đầu hàng nha, thiếu cái mỏ này. Ở đây là mỏ hẳn nên mình rất là dễ chế nha. Mình kiếm cái cây đồng á, dài về nè. Cây đồng dài khoảng 15 ha.
đây 13 15 cm gì đó thì ấy cái mình đây độ khoảng là 16 ml. Cây đồng 16 ml mọi người, đường kính. Rồi cắt ra đút vô thôi là nó nóng là mình sử dụng được. Rồi mã là 14 ha, cây mỏ hàng giá 400.000. Rồi 15 cái vòi xịt gió. Vòi xịt gió của Iwata. Iwata Japan luôn. Test ok nha, không có xì hơi gì hết. Nó đi kèm cái vòi này luôn nè. Kèm cái khúc co Con nói rất là xịn ha, dẻo. Iwata. Rồi đâu, súng xịt gió này có mã 15 nha, giá bán 300.000. Rồi 16 là cái bàn ủi. Lâu lắm mới gặp mấy cái bàn ủi nhỏ nhỏ xinh xinh mọi người. Đây. Điện test ok, bàn ủi này của Hitachi luôn nha, đây. Hitachi sản xuất. À, Hitachi. Điện 100V, 80W. Test lên ok, nóng bà ủi ngon nha mọi người. Nè. Này là ốp nè. Ốp tắt nè. Bật về là nóng tối đa ha. Gạt qua là bật lên nè. Rồi lên là công suất nó nhỏ nè, để dấu chấm 1 nè. 2 3 3 nấc. Đó, nóng lên nè. Nóng nhiều tối đa. Nè. Rồi. Ngủi mini nhỏ siêu nhỏ luôn. 11 cm. Nhân 6. Nó rất là nhỏ tiện dụng mọi người. Cái mặt còn mà ok luôn nè. Không có bị mòn nhiều. Chống dính. Tay có đèn báo luôn nha. Điện 100V nha mọi người. À, nguyên viên dây của Hitachi. Rất giờ dễ nhận biết luôn ha. Cái chui cắm đó. Hitachi. Chui cắm nó làm rất là đặc biệt. Nhìn qua là biết. Đây. Đây cũng có một cái chui Hitachi nữa nè. À, rất là giống ha. Nó làm sần sần mọi người. Với cái logo của nó nữa. Rồi cái bàn ủi này mã là 16 350.000. Rồi em hết cái video đây, kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo.